Mẹ gái yêu mẹ thương nha. Mẹ dậy rồi á. Thương nha. Mẹ yêu nha.
Em làm thùng. Dưa à? Làm đây dưa nhá. Đây, em ở đây ăn nhé. Để đi hái dưa nhá à. Ăn xong nhá. Dưa nhá.
Cân 13.000. 13.000. Ngọt đâu? Ừ. Nó trắng lắm. Ngọt. Có một chú mua một quả dưa nó trắng toàn là nhiều hạt quá. Ăn chả ngon thế nào. Nhạt nhạt. Con ăn như thế nào? Chụp. 2 canh 3.
ra đất. Thế này các ông. Con đứng dậy ạ. Đi đi đâu mới biết đấy. Cái bao nhiêu? Đi gấp đôi mà. 20.000. Đây cho chung rồi. Đấy, xóa đi. Này, bà đeo cho. Xinh xinh nhá. Cũng cho xinh xinh nhá. Cái này cần rồi, xin nhờ. Bye.